nếu mà các bạn vẫn còn chưa xem video trước, hướng dẫn các bạn làm một cái mạch sạc có thể sạc được bất kỳ mọi loại pin, thì các bạn hãy xem lại cái đường link mình sẽ để ở trên góc phải màn hình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mạch ngắt sạc để kết hợp với cái mạch sạc ở video trước để tạo thành một cái bộ sạc hoàn chỉnh. Rồi, ok, let's go. Thất bại lần đầu tiên chị thử các bạn, mình xoay bến chở nhưng mà rò le nó không có ngắt, do cái dòng từ bến chở ra nó quá nhỏ, không đủ để kích cho transistor nó dẫn, cho nên là mình phải mắc thêm một transistor theo kiểu Darlington để khuếch đại cái dòng ra từ cái chiếc đáp. Mình lắp cái transistor Darlington vào thì mình lại tiếp tục mình chạy thử nghiệm lần thứ hai. Trước khi chúng ta sạc thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái bến chở ở cái mức nhỏ nhất sao cho khi chúng ta vừa cấp điện vào cái mạch thì cái rò le nó sẽ ngắt. Sau đó chúng ta gắn cái pin vào rồi nhấn cái nút này thì cái mạch nó mới bắt đầu sạc vào cục pin. Trong video thì mình test bằng viên pin 1S nhưng mà hoàn toàn có thể gắn cho những loại pin khác, ví dụ như pin 2S, 3S, 4S hoặc là thậm chí bình ắc quy. Rồi anh em có thấy nó đơn giản không? Hãy comment phía bên dưới để cho mình biết nha. Cũng đừng quên nhấn nút subscribe để tiếp tục đón nhận những video hấp dẫn như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn tạm biệt. Xin chào và hẹn tạm biệt.